Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha đều có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Kính thưa cộng đoàn, Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa, là hoa quả của tình yêu Thiên Chúa, là hoa quả tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con để nhịp xuất ra Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là hoa quả của tình yêu. Và chúng ta biết vai trò của Chúa Thánh Thần. Ngài đến để Ngài thánh hóa, Ngài tái tạo con người bị hư mất, và đặc biệt Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Và Chúa Thánh Thần không nói điều gì lạ, điều gì mới, điều gì khác. Chúa Thánh Thần tới để nói cho các môn đệ, cũng như nói cho mỗi người chúng ta về những điều mà Chúa Giêsu đã nói. Chúa Thánh Thần nhắc lại những điều mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ, để các môn đệ nhớ lại cái lời của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần lặp lại cái lời của Chúa Giêsu, và chúng ta được Chúa Thánh Thần đến để Chúa Thánh Thần thánh hóa, Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời chúng ta. Chúa Thánh Thần nói lại những điều mà Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ. Bởi vì ngay lúc mà Chúa Giêsu nói, nhiều khi các môn đệ lòng dạ yếu đuối, hay là nhiều khi vô tình, vô ý, vô tâm không nghe, thì chính Chúa Thánh Thần là đấng nói lại cho các môn đệ về những gì mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Và Chúa Thánh Thần đến để dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Điều đó rất quan trọng. Điều đó rất quan trọng, bởi vì chúng ta thấy giữa một cái xã hội, giữa một cái thế gian mà chúng ta thấy cái sự thật và cái sự gian dối nó đối đầu với nhau. Và chúng ta thấy hình như từ đầu, từ tạo thiên lập địa cho đến bây giờ, ở cái vườn địa đàng, cái sự gian dối nó mời gọi ông bà nguyên tổ. Và ông bà nguyên tổ đã dính chưởng, đã dính bẫy để hái cái trái cấm, nghe lời cái lời phỉnh lừa của con rắn, và đã bị dính bẫy sống theo cái sự lừa gạt của con rắn. Và con rắn dữ và cái sự lừa gạt ấy giống như là mồi, con sư tử tìm mồi cắn xé. Và ngay như bây giờ ngang qua cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Sư tử cũng tìm mồi cắn xé chúng ta. Sư tử cũng tìm cách để mà hãm hại chúng ta. Và chúng ta là những người Kitô hữu. Phải chăng chúng ta là những người sống ngược dòng với thế gian? Thế gian mà, nó đâu có ngay đâu. Thế gian đầy sự gian dối. Và người ta tìm đủ mọi cách để gọi là sống với cái sự gian dối trong cuộc đời này. Chúng ta thấy chúng ta luôn luôn bị giằng co. Chúng ta luôn luôn bị giằng co trong cái cuộc đời này. Để rồi chúng ta thấy mình phải chấp nhận gọi là sống ngược dòng đó. Để chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn bị người đời gọi là cắn me để mà hãm hại, để mà rình mồi cắn xé. Bởi vì giữa cái sự thật và cái sự gian dối đó, nó không bao giờ gọi là đi cùng đường hết. Đã thật là không có gian, mà đã gian là không có thật. Mà chúng ta sống trong cái trần gian này, chúng ta bị ảnh hưởng của trần gian, chúng ta bị ảnh hưởng của thế gian, chúng ta luôn luôn bị ảnh hưởng đó. Để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn
bị phải nói là cám dỗ. Bởi vì trong cuộc sống, ai ai trong chúng ta cũng gọi là thích cái sự gian dối, thích cái sự gian xảo. Và chúng ta luôn luôn bị, bởi vì giữa một cái xã hội mà người ta sống gian xảo quá thì ai ai cũng thích gian xảo hết. Giữa một cái xã hội gian tà thì ai ai cũng thích cái sự gian tà hết. Và nhiều khi chúng ta bị một cái lôi cuốn đoàn lũ. Tức là người ta sống giả tạo thì mình cũng sống giả tạo theo. Người ta sống gian dối, mình cũng sống gian dối theo. Chúng ta luôn luôn bị, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ. Và chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta luôn luôn ma quỷ nó rình mò để nó gọi là nó dụ dỗ chúng ta sống theo cái sự gian dối đó. Chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta vất vả lắm, phải nói thật sự là vất vả. Chúng ta rất là vất vả để sống cái sự thật giữa trần gian này. Giữa cái cuộc đời này, chúng ta phải làm chứng cho Chúa ngang qua cái đời sống của chúng ta, ngang qua cái sự thật của chúng ta. Và chúng ta luôn luôn bị giằng co. Giữa một cái xã hội mà người ta sống dễ dàng quá, bỏ hóa chất, bỏ thuốc trừ sâu quá liều lượng vào để mà trồng, để mà nuôi, rồi cân đo đong đếm thiếu, rồi buôn gian bán lận, đủ thứ. Và rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta đủ thứ hết. Chúng ta cũng bị cám dỗ theo thế gian. Chúng ta bị cám dỗ theo thế gian, chúng ta cũng buôn gian bán lận. Chúng ta cũng làm đủ thứ giống thế gian hết. Chúng ta không có sống theo cái sự thật. Mà chính Chúa Thánh Thần đến. Mà chúng ta thấy ngay cả Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã đến rồi. Nhưng mà thử hỏi coi chúng ta có sống theo sự thật hay không. Can đảm đi. Đặt mình trước mặt Chúa, trả lời với Chúa đi. Là mình có sống theo sự thật hay không? Hay là mình cứ phải sống theo cái sự gian dối? Và lúc đó mình phủ nhận cái ơn của Chúa Thánh Thần. Mình phủ nhận cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Mà như Chúa Giê-xu nói, Chúa Thánh Thần đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Và để đi đến cái sự thật đó, chúng ta thấy chính Chúa Giê-xu cũng phải chịu chết trên cây thập giá. Chúa Giê-xu chết vì cái sự gian dối của con người. Ngang qua cái sự gian dối đó, Chúa Giê-xu chấp nhận chết để bày tỏ cái sự thật. Và chỉ có cái sự thật trên cây thập giá đó giải thoát anh em, sự thật giải thoát tội lỗi của chúng ta. Chúng ta có để cho Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi hay không? Hay chúng ta cứ lầm lũi sống trong cái tội lỗi? Đó là quyền tự do của mỗi người chúng ta. Có một cái điều rất là buồn cười trong cuộc sống. Ai ai cũng muốn sự thật, ai ai cũng muốn sống thật hết á. Nhưng mà bi đáp một chỗ là cuối cùng ra không ai muốn sống thật hết. Muốn lừa phỉnh nhau. Mà đặc biệt chúng ta thấy giữa một cái thời buổi mà kinh tế khó khăn như thế này. Chúng ta thấy rất nhiều người lừa phỉnh nhau bằng mọi giá hết. Họ tìm cách đủ thứ để họ phỉnh nhau để mà họ sống. Và chúng ta cảm thấy đau đớn. Và chúng ta dễ bị buông theo cái lối sống đó. Chúng ta dễ chạy theo cái sự lừa gạt của người ta đó. Để chúng ta không có sống sự thật trong cuộc đời. Ngay cả vợ chồng với nhau cũng không thật với nhau. Cha mẹ không thật với con cái không thật với cha mẹ. Vợ chồng không thật với nhau, sống giả với nhau. Sống cái hình thức bề ngoài. Mà đặc biệt nhất là cái xã hội ngày hôm nay sống ảo và sống ở trên cái mạng xã hội đó. Người ta sống giả với nhau, người ta sống ảo với nhau. Tìm cái sự thật, xem chừng ra nó hiếm mà nó quý. Sự thật ngày hôm nay hình như là nó không có. Nó không có sự thật nữa. Quý và hiếm và không có sự thật. Và chúng ta thấy chúng ta luôn luôn bị giằng co giữa cái sự thật và cái sự xảo trá trong cuộc đời. Nhờ ơn Chúa, với ơn Chúa, chúng ta sẽ vượt qua được cái sự thật con người yếu đuối của chúng ta. Nếu chúng ta biết bám vào Chúa và chúng ta cậy dựa vào ơn Chúa, thật sự ra với cái sức chúng ta không làm được cái gì đâu. Với cái sức của chúng ta không làm được. Chúng ta không đối đầu được với ma quỷ đâu. Chúng ta không đối đầu được với sự dữ đâu. Con người chúng ta yếu đuối mà. Điều tôi biết là tốt tôi lại không làm, mà điều tôi biết là xấu tôi cứ làm. Đó là cái cảm nghiệm của Thánh Phaolô trong cuộc đời nó rất rõ. Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết điều đó nhưng mà không. Chúng ta vẫn cứ cố tình sống gọi là sống gian ác. Sống sai sự thật. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta. Để nhờ ơn của Chúa Thánh Thần, Chúa Thánh Thần đến giúp chúng ta vượt qua cái con người yếu đuối, vượt qua cái con người cũ của chúng ta, để chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa, nhân chứng cho sự thật trong cái cuộc đời của mình. Và chúng ta nhớ như Chúa nói đó,
anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm. Chúng ta thấy rằng là chúng ta phải phải đối diện với cái cuộc sống, chúng ta phải đau khổ, chúng ta phải đau buồn đó. Nhưng mà cái sự đau buồn của chúng ta đó, chúng ta sẽ được vượt qua, ngang qua cái chết, cái sự hy sinh trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống thật, và Chúa Thánh Thần đến để giúp chúng ta sống thật. Xin cho chúng ta luôn luôn nghĩ thật, sống thật, nói thật với nhau.